Angular thì nó có hai loại ha. Một cái là các bạn thấy nó là Angular nè, JS. Ok. Thì cái này thường người ta gọi là Angular 1 á. Thì nó sẽ có các cái version nè. 1.1 chấm mấy đó. 1.2 chấm 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 chấm. Đến hiện tại cái version mà đang thịnh hành nhất, đang thịnh hành nhất nha, là các bạn nhìn ở đây các bạn thấy nè, nó là 1.6.9, đang thịnh hành nhất, tức là nhiều người dùng nhất. À là 1.6.9. À nó đang ở cái version, các bạn search nó coi nó ở version nào. Thì coi nào, nó có nói cái version nào không, nó khoảng cỡ 1.7 gì đó, version hiện tại của nó. Nhưng mà version dùng nhiều nhất vẫn là version này, hiểu không ạ? Tức là nó sẽ có các cái bản beta, bản alpha gì đó ha. À nhưng mà đang cái bản dùng nhiều nhất, phổ biến nhất chính là bản này. Ok, được chưa? Đây nó không nói đến version đúng không, mình search cái ra, nhưng mà thôi không cần search nữa đó. Thì có thường các bạn sẽ dùng cái bản mà phổ biến nhất nhá, nhiều người dùng nhất, là chạy mượt nhất. Mình không nên dùng bản beta hoặc là bản cuối cùng. Cô lấy ví dụ nhé, các bạn học Node.js đúng không? Các bạn search cho cô cái Node.js đi. Đấy, đây, cái bản này, các bạn chấm download đi ha. Thì các bạn thấy là nó back lại đi. Đừng còn lại, đây, bấm vào đây đi. Đây. Đây. Ở đây hiện tại các bạn nhìn thấy nè, cái last feature, cái phiên bản cuối cùng của nó là 17.7.2, đúng không? Nhưng mà người ta recommend, tức là khuyên các bạn nên dùng là 16.14.2. Thấy không ạ? Tức là các bạn không nên dùng cái bản beta hoặc bản cuối cùng này. Tại vì cái bản này là có thể cái browser chưa support hết nè, đúng không ạ? Rồi các cái bên thứ ba hay là nhiều bên nó chưa support cho các bạn. Thì cái bản này thường là cái bản sẽ là ok nhất, là most user, tức là nhiều người dùng nhất, hiểu không ạ? Đấy, thường như vậy. Và các bạn lên WBAS School các bạn thấy có cái bản này. À thì người ta dùng bản này bởi vì bản này đang là thịnh hành nhất đó. Hoặc là các bạn copy cái đường dẫn này xuống và các bạn dùng, hoặc là các bạn download cái file này về các bạn dùng. À file này ở cái version này về dùng, cách nào cũng được. Riêng cách này á là các bạn phải có internet, hiểu không ạ? Chạy mà không có internet là nó lỗi ạ. À còn cách mà các bạn download về thì không cần internet thì cũng được. Ok không ạ? Vậy là cái Angular JS nó có các cái bản là 1.2, 1.6, 1.7, nhưng không bao giờ nó vượt quá 2. À tại sao vậy? Nó không bao giờ vượt quá 2. Hiểu không ạ? Bởi vì nó có một cái version khác của Angular, đó là Angular 2 hoặc là cái Angular bình thường. Thì Angular này nó sẽ có bản 2, bản 3, bản 4, chấm chấm chấm, bản 9, bản 10. Đấy, thì Angular tại sao có hai bản Angular? Thì là lịch sử của nó là như thế này. Tiền thân là nó có cái Angular này thôi. Nhưng khi mà bắt đầu có cái thằng React ra đời, thì anh Angular này anh muốn cạnh tranh với React.js, thì anh mới đẻ ra cái Angular 2. Thực ra bắt đầu từ version 2, mình hay gọi là Angular 2. Nhưng sau đó là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, thậm chí bây giờ là 10, 11 rồi. Hiểu không ạ? Đó. Thì cách cài đặt, cách tạo y như là cái React.js vậy. Các bạn phải tạo thông qua cái Node.js. Đó. À cái framework này nó xây dựng bằng cái ngôn ngữ TypeScript. Còn anh này là hoàn toàn là JavaScript. Đấy. Và một số người không biết thì nói cái bản này là cũ. Không phải nhá. Hai bản này phát triển song song. Cái này là TypeScript. Hai bản này là phát triển song song nha các bạn. Không có cái nào cũ, không có cái nào mới. Nhưng cái AngularJS là có trước. Và anh này vẫn phát triển pha. Vẫn rất nhiều công ty đang tuyển cái AngularJS và cũng nhiều công ty tuyển Angular. Cho nên nếu các bạn học thích thì các bạn học thêm một cái version nữa nhá. Còn một số người bảo ô cô ơi cái này cũ rồi sao mình học làm gì. Không, không phải cũ nha, sai. Hai anh này là đi song song. Và không phải tự nhiên lý do mà cái anh WBAS School nó lại có tutorial của cái AngularJS.
hiểu không ạ? Nếu mà cũ mà bỏ rồi là người ta không có phát triển nữa, không có hướng dẫn nữa, hiểu không ạ? Đấy, thì các bạn lưu ý cho cô điểm đó nhé. Vậy thì mình sẽ học anh này, còn bạn nào thích nghiên cứu anh này thì nghiên cứu, nhưng các bạn cứ nghiên cứu riêng ra, hiểu không ạ? Còn trong phạm vi cái môn học này của mình thì mình nghiên cứu cái anh Angular JS là được rồi. Đó, thì có rất là nhiều framework của frontend, ví dụ như Angular JS, Angular 2, React JS, cái nào cũng xứng đáng các bạn học hết. Bạn nào mà thích nữa thì anh này tuyển dụng rất là nhiều, hiểu không? Thích học chiến nó luôn. Hay là có một cái anh nữa là Vue.js. Vue.js, anh này cũng bây giờ cũng đang tương đối thịnh hành, hiểu không ạ? Mà anh này hay lắm nha các bạn. React.js, đây, React.js là anh dành cho web, frontend của web. Còn React Native, Native là của mobile. Và Vue.js, Vue.js là của web. Và anh là Vue Native là của mobile. Đấy, giờ nó xu hướng nó frontend framework nó chiến hai cái mặt trận vậy đó. Và bởi vậy cho nên là mấy cái anh này rất là thịnh hành các bạn nhé. Ok không ạ? Còn Angular thì nó cũng dành cho web, hiểu không ạ? Cái này dành cho web, cái này cũng dành cho web. Nhưng mấy cái bản này là chưa có cho mobile nha. Chưa có cho mobile, chỉ có hai anh này có mobile thôi. Ok không ạ? Cái này gọi là cross platform, tức là nó dành cho mobile, nó có thể build được Android và iOS luôn. iOS luôn. Đó, anh này cũng vậy. Cho nên là nó thịnh hành là vì vậy đó. Và xu hướng các bạn biết rồi, xu hướng lập trình của mình ấy, cái Java Swing của các bạn ấy là các bạn học để nắm kiến thức nền thôi, Java Swing á. Còn ra đời các bạn đi làm ấy thì người ta lại không tuyển Java Swing. Java Swing các bạn học để các bạn biết. Đầu tiên các bạn sẽ có Java Core đúng không? Java Core là Java 1, Java 2, Java 3 là Java Swing đúng không? Đến Java 4 của các bạn ấy là Java Web. Thì Java 4, 5, 6 là đi web, là các bạn phải chiến cái đó. Ok không ạ? Chiến cái đó. Và đương nhiên web thì nó có hai phần, frontend và backend. Và frontend thì có frontend của web và frontend của mobile. Và hiện tại xu hướng sẽ là web và mobile. Cho nên các bạn mà có định hướng đi về frontend á, nếu các bạn mà cảm thấy backend nó quá khó, đi frontend á, frontend thì thêm một cái nó cũng rất là hay nữa, đó là UX UI. Hiểu không? Đó, các bạn có nhiều hướng UX UI nữa nha. Dành cho các bạn nào mà cảm thấy ngán cái backend quá, hiểu không ạ? Đi frontend là chuẩn. Được chưa? Đấy, và có hết tất cả những cái framework này, người ta có hướng dẫn rất là dễ luôn, cũng không phải quá khó. Đúng không ạ? Rồi. Vậy thì trong cái môn học này mình sẽ học cái gì nha? Cô giới thiệu thôi, mình học cái Angular này và đương nhiên mình sẽ học bản 6.9 đúng không? Đấy, mình học anh này. Cái giới thiệu sơ sơ cho các bạn có cái góc nhìn thôi. Mình học cái anh này. Đúng chưa? Đó, cái này là 1.6.9 nhá, cái bản này. Đó. Và cơ sở dữ liệu của mình ấy, cô sẽ chỉ các bạn một cái cũng rất là hay ha. Ở trong này cô sẽ nói các bạn, đó là cô sẽ hướng dẫn là cái DB, cái backend của mình ấy. Các bạn backend có thể dùng Java đúng không? Nhưng mà backend có một cái cũng rất là hay mà cô muốn giới thiệu cho các bạn, đảm bảo các bạn chưa biết, có một số bạn biết thì biết thôi chưa được học, đúng không? Đó là cái Firebase này. JavaScript có nói sơ sơ rồi nhưng mà các bạn sẽ không được học nhiều, đúng không? Firebase thì cơ sở dữ liệu Firebase là cơ sở dữ liệu online. Cơ sở dữ liệu online. Và cấu trúc của nó, lưu trữ của nó là dạng tách hết, nó giống như là JSON. Cấu trúc dữ liệu là JSON hết. Đây. Ok chưa? Và cô sẽ cho các bạn học nó. Và mình sẽ có cái gói, đó là mình sẽ học cái Angular JS và cái Angular Firebase. Đấy, các bạn chỉ cần search cái Angular Firebase là nó ra. Đâu coi nào. Có không? Ở đây không có đúng không? Không có, data binding không có thì ở đây các bạn chỉ cần search là cái Angular Firebase thôi. Có hết. Có hết, hiểu không? Và cách học, một là đọc document của nó, hai là xem YouTube.
cái lượng mà đọc document, cái tỷ lệ nó sẽ nhiều hơn cái xem YouTube luôn á ha. Đây, đây mình sẽ có cái Angular Firebase này, GitHub đây, Angular File này, cái development Google Binding Angular and Firebase này, đó. Ok, có nhiều cái thư viện lắm, mobile platform đây, nó sẽ có Angular File này các bạn. Đây các bạn đọc cái document đó này, Angular File này đúng không? Đấy à, không, cô sẽ lấy cái gói, chờ xíu nha, cô lấy đúng cái gói của nó cơ, cái gói của nó cơ, đúng cái gói của nó. Cái này new, cái này là Angular rồi, cái này là, cái này nhìn cái này là biết Angular rồi ha, không phải Angular.js nha. Đấy, cô viết liền cái chữ này nha. Đấy, Angular File Base. Nó phải, nó có cái gói của nó cơ. File Base Angular File, không phải. Thôi, Angular.js đi các bạn nhé. Đấy, Angular.js Firebase. Đó, đây, Firebase và Angular.js GitHub nè. À, cái thằng này Binding for Firebase. Nó có cái gói của nó. Nó có cái gói của nó nha. Đây, đây nhìn nhá, thấy không? Này nó ẹt này, như này là đúng nè. Các bạn cái nào mà npm cách instant á, là cái đấy là Angular 2 á nhá. Các bạn phải tạo project, hiểu không ạ? Hai cái khác nhau nha. Nó phải tạo một cái project, xong nó mới instant trên project đó. Còn mình là từng file riêng lẻ, ok không? Đây, Angular file này, đó, Firebase nè, đó, và cái Angular nè, đó, 1.6.1 kệ nó, 1.9 gì đó kệ nó, mình copy thôi. Rồi, còn với cái Angular của cái anh kia thì nó instant nè, còn mình không instant. Rồi, cách dùng thì mình sẽ đi tiếp, nó sẽ hướng dẫn các bạn get started with Firebase, rồi là download Angular file, rồi các thứ document đi xem. Cái này mình sẽ click từ từ, ok không? Đó, nó có hết nha. À, đây, cái này là for Angular.js, ok chưa? Rồi, vậy là mình sẽ có hai cái bộ để mình làm. Một là mình sẽ có cái Angular bình thường, và hai nữa là mình sẽ có Angular Firebase. Ok không ạ? À, vậy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái gì? À, các cái gói có hết nha. Angular File đi ha. File, cái này dùng cho Firebase. Đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn các bạn là, một là phải dùng cái Angular. À, Angular như thế nào? JS ha. Hai là các bạn hướng dẫn xem hiểu về cái reason là cái gì. Được chưa? Rồi. 3 là connect hay là làm việc tạo Firebase. Đúng không? Ok. Được chưa? Mình làm việc cái này. Rồi. Bây giờ cô sẽ nói đến cơ sở dữ liệu reason trước ha. Rồi mình sẽ, hay là muốn dùng Angular.js trước? Angular trước ha. Angular thì tạo một cái file, một cái thư mục bình thường thôi. Mình tạo thư mục thôi. Mình vào file, à, mình vào open, đúng rồi, nó là thư mục bình thường thôi. Mình sẽ có cái đâu rồi, đây, web frontend nha, lớp mình đây, assignment, ok, mở cái assignment luôn. Rồi, bây giờ Angular nó là cái gì? Thứ nhất là Angular nó là một cái frontend framework, các bạn sử dụng nó, và nó, thứ nhất nó tương tác với người dùng, nó là JavaScript mà, một cách tức thời, dữ liệu load lên một cách tức thời, hiểu không ạ? Đấy, bình thường là các bạn làm JavaScript hay làm gì đó nó phải có refresh nó mới chạy, đúng không? Anh này không cần refresh luôn, hiểu không ạ? Đấy, dữ liệu nhận là tức thời luôn. À, mô hình của nó là mô hình MVC, mô hình MVC nhá. À, nó cũng có view, control và model. Thì model là dữ liệu, view là giao diện người dùng, và controller là các cái function, các cái chức năng
nó kết nối, nó tương tác với cả view, cả gì ạ? Cả mô đồ. Chính xác, được chưa? Đó. Thì cơ chế của nó là nó xây dựng dựa trên cái mô hình MVC nhá. Ok. Vậy thì trong cái anh mà Angular, các bạn nhìn nhá. Trong cái Angular nó có sẽ là cái này nè, name này nè, được gọi là mô đồ dữ liệu. Cái giao diện người dùng, giao diện này thì gọi là view. Cụ thể nó hiển thị ở đây, nó hiển thị ở view, trên view, đây hiển thị trên view. Và ba, nó phải có một cái function. Function đấy ta gọi là controller, đúng không ạ? Rồi, à, nhìn cái code của nó sơ sơ nè. Nhìn nhá. Đây. À, đâu rồi? Không, à, cái này không có cái function. Nó phải có một cái function. Thì các bạn gõ là hello, đúng không? Thì gõ trên nó xuống dưới. Ví dụ như là hướng tt, nó nhận luôn nè. Thấy chưa? Nó tương tác tức hệ. Nó phải có một cái function nữa. Ở đây không có function. À, để cô mở cái function cho các bạn coi luôn nhá. Đây, à, controller. Đây. Ok chưa? Đây. À, đây là một cái demo full nè, đầy đủ nè, nó show hết cho các bạn nhìn nè. Cô giải thích code nhá. Đầu tiên thì các bạn phải có một cái controller. Được không? Đây. App controller. À, các bạn phải khai báo cái Angular trước. Đầu tiên khai báo Angular nhá. Trong cái giao diện thì có cái gì? Trong giao diện nhìn nè. Đầu tiên các bạn phải có là ng app, my app. Tức là các bạn khai báo cái phạm vi áp dụng cái Angular. Thông thường mình sẽ khai báo ngay body, hiểu không ạ? Còn không nhất thiết phải body. Ở đâu, khu vực nào các bạn khai báo cái Angular thì nó áp dụng cái khu vực đó, đúng không ạ? Cái phạm vi của nó ta gọi là scope. Scope thì scope là gì? À này, scope là cái phạm vi để áp dụng các cái phương thức và thuộc tính của Angular. Vậy thì đặt đâu nó sẽ áp dụng đó. Vậy tôi đặt ở cái div, nó áp dụng ở cái phạm vi cái div, hiểu không ạ? Tôi đặt body, nó áp dụng ở body. Ok không? Thì đó là khai báo đầu tiên là ng my app. My app là cái gì? My app là mình khai báo cái Angular, hiểu không ạ? Cái tên này nè, tên my app này nè, là mình khai báo cái Angular áp dụng cho cái file của mình, hiểu không ạ? Rồi. À, cái đối số mắc vuông này thì để đó, được chưa? Rồi, app.controller. Nhìn nè, app.controller. Thì cái chỗ này nè, cái này là tên của controller. Một cái app có thể có nhiều controller, đúng không ạ? Giống cái hàm của mình á. Và cái này là tên của controller. Đó, cái này gọi là tên của hàm, được chưa? Và controller này xử lý cái gì thì mình khai báo dùng ở đó. Ok không ạ? Vậy mình đang dùng ở đâu? Mình đang dùng ng controller đây luôn. Thấy chưa? Và ở đây cái phạm vi này, cái scope của nó nè, ở của cái controller đây này, là nó bắt đầu trong cái div này. Ok chưa? Rồi. Đó là mình vừa có cái controller nhá. Cái thứ hai là cái model. Ở đây các bạn nhìn á, ở đây mình có cái first name và last name. Hai cái này gọi là hai cái biến, và nó chính là hai cái model. À, nó có đặc điểm như này nhá. Ví dụ các bạn khai báo nó là scope.first name. À, gán trước là John thì nó sẽ nhận là John. Nếu các bạn gán rỗng thì nó sẽ nhận là rỗng. Đúng không ạ? Rồi, cái thứ hai nó rỗng là, thấy không? Cái thứ hai ở trên này, ví dụ như là các bạn đặt cho nó là mô đồ này, thì các bạn chỉ cần khi các bạn lấy nó ra, show nó ra đúng cái tên của nó là nó sẽ hiện ra. Được chưa? Và cái mô đồ này muốn hiển thị ra, các bạn phải để trong hai dấu nháy kép này, dấu mốc nhọn đó, hai dấu liên tiếp là được. Ok chưa? Vậy các bạn để ý nhá, nó sẽ là mô hình MVC nhá. Có phải cái này là cái view không? Cái view đúng không? Cái này là controller đúng không? Và cái này là cái mô đồ. Ok. Và scope.model, scope có thể chấm chấm cái biến này. Có thể chấm một cái function. Tức là trong cái controller này nó có thể chứa các cái model là các thuộc tính. Đúng không? Nó có thể chứa các function luôn. Ok không ạ? Function thì các bạn chỉ cần viết thêm ở đây thôi. Đó, scope. Chấm, ví dụ như là tính toán bằng function. Cái function này là function gì các bạn biết không ạ? Function mà không có tên. Function mà không có tên. Đây, ví dụ cái function này cũng là function không có tên. Thấy chưa?
Bình thường viết function á là các bạn phải viết như này đúng không? Function ABC mở ngoặc đúng không? Function này là có tên. Đúng không ạ? Ok. Thì function nếu đặt tên thì mình có thể gọi nó bất cứ chỗ nào. Còn function mà nếu không đặt tên có hai cách. Một là nó sẽ gán với một tên khác ở đây. Hiểu không ạ? Hai là nó nằm ở trong callback function. Các bạn hiểu cái khái niệm callback function chưa? Chưa đúng không? Không, phải biết chứ. Mình làm cái này phải biết. Vậy callback function là cái gì? Callback function là hàm được gọi trong hàm. Tức hàm nó là một cái đối số của một cái hàm khác. Cô lấy một cái ví dụ như này nhá, thì được gọi là callback function này. Không, cái đấy các bạn phải biết. Không yên tâm. Không, không có mới nữa đâu. Đã học front end là phải biết mấy cái này. Rồi. Không sao, không sao. Cô sẽ giải thích callback function nhá. Ví dụ như thế này nè. Các bạn đã áp dụng callback function rồi. Chỉ có điều các bạn không biết nó là callback function thôi. Cô lấy ví dụ nhé. Các bạn đã dùng cái jQuery bao giờ chưa? Rồi đúng không? Đừng có nói là chưa. Rồi đúng không? Rồi nghe nè. Nghe nghe. Không sao. Đây, callback function sử dụng ở đây nè. Nếu dùng jQuery rồi thì các bạn thấy là trong jQuery nó có một selector. Đây, không. Đúng chưa? Rồi là đúng không? Rồi, nháy nè. Ví dụ như là thẻ deep đúng không? Chấm đúng không? À, chấm click. Được chưa? Ok. Trong click, ok. Rồi, vậy khi tôi click chuột thì nó làm cái gì? Đúng không? Vậy click chuột là một cái sự kiện. Đúng không? Vậy click chuột nó làm gì? Vậy làm gì? Nó phải đặt trong function. Vậy ở đây tôi đặt một cái function đây. Đó. Đó. Ditch. Ditch nè. Chấm nè. Hai. Tôi ẩn nó đi. Như vậy. Vậy các bạn nhìn nhá. Có phải là click nè, mốc tròn là một function đúng không? Ở trong đấy tôi gọi một function khác, đồng ý chưa? Có đúng là gọi một function khác không? Thì vậy cái function ở phía trong á nó gọi là callback function. Hiểu ý không? Và function này không cần có tên. Tại vì tôi có cần gọi nó đâu. Tôi chỉ xử lý một chỗ này đấy, duy nhất lần này thôi. Là xử lý xong là thôi. Hả? Cái gì em? Đúng rồi. Một mình nó thôi, không cần gọi nữa. Đó là cách để dùng. Đó là cái hàm này là được gọi là callback function. À, cái thuật ngữ á. Hiểu không? Học JavaScript là phải biết nó. Đúng không ạ? Rồi, hoặc là tôi dùng ở đây. Hoặc là tôi dùng ở đây nha các bạn. Thì cái này không cần cái tên nhưng mà nó lại gán cho tên đây này. Thì tôi gọi được ở chỗ khác. Hiểu không ạ? Hiểu ý không? Rồi, ok. Thì cô sơ lược một xíu. Vậy mình sẽ làm cái demo về cái này nhá. À, cô sẽ lấy cái này thôi. Cô sẽ demo sương sương cho các bạn coi cái này. Script nè, copy anh này thôi. Được chưa? Rồi, cô demo. Đấy nhá, demo cái thôi. À, demo Angular HTML. Ok, chấm than. Đưa vào đây thôi nhé các bạn. Đấy, là xong. Chờ cô một xíu. Angular demo. Rồi, các bạn cũng script thường để cuối, các bạn thấy không? Script thường để cuối. Tại sao script để cuối? Đố các bạn biết. Không phải, nhanh hơn. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Đó là để đầu á, tại để khi nào nó không chạy. Nó có một số cái HTML mà chưa load hết á, mà các bạn lấy ID của nó lỗi à. À, bạn lực thì nói để đầu nó chạy một số tình huống nó lỗi. À, bạn tai là nói chuẩn nhất, tức là nó phải load hết. Load hết cái document trước khi nó chạy JS là nó không bao giờ bị lỗi. Cho nên cô cũng hay có thói quen để JavaScript của cô ấy. Nó hết tránh lỗi. Ok không ạ? Ổn chưa? Rồi. Ok. Bây giờ dùng nó thôi. Nhớ là phải khai báo anh này nè. Bây giờ dùng nó thôi. NG app đúng không? Bằng. À, bây giờ cô để my app.
để sao cũng được ha. My app, cái này là do các bạn đặt tên. Vậy cái my app này đâu ra? Ở trong script thôi. Và à, app bằng à, module module chấm create hả? Từ từ coi lại chắc ăn này. Cái gì? À, angular chấm module chứ, đúng không? Rồi cái này đặt tên my app, đúng không? Copy luôn cho nó nhanh. Đấy, đấy, nó phải có gánh này. Cái này là viết đúng chữ Angular, nhiều bạn viết sai chính tả là nó ra, được chưa? Rồi, còn my app này do các bạn đặt nhá, Ctrl C, Ctrl V đây chắc ăn, các bạn dễ bị sai chính tả. Ok chưa? Xong. Bây giờ các bạn mới tạo controller. Đúng không? App chấm à, controller. Ok. Bây giờ mình mới đặt controller đây. My controller. Cái này là function. Đấy. Cái này cũng là cái gì ta? Acid cái nha. Nó cứ nhảy tưng tưng hoài. Tắt hết đi. Đấy. Rồi, function. Function này có nhiều cách viết. Viết như này cũng được. Hoặc là các bạn có thể bỏ cái này đi nè. À đúng rồi. Bỏ cái này đi nè. Cái này là S6 nè. Được chưa? Cái này được gọi là arrow function. Hàm mà mũi tên đó, nó viết cách khác ha. Được không? Đó, cái này gọi là arrow function. Ok. Cái này là S6 ha. S6 nè. Cái đặc tả của JavaScript. Ok chưa? Giờ S6 thì rất là phổ dùng rồi, cho nên các bạn viết sao nó cũng hiểu. Trước đây á, nếu mà cái browser mà đời cũ á, là nó không hiểu đâu. Mà browser thì hiểu hết rồi. Thế các bạn viết như này cũng được. Các bạn viết như này cũng được. Function. Đấy, cô giới thiệu thôi. Các bạn để các bạn viết sao các bạn cũng hiểu nhá. Rồi trong này nó bắt buộc nó phải có một cái biến. Đó là scope. Scope. Viết đúng chính tả. Cái này viết sai cũng chật. Được chưa? Đấy. Thì scope này là nó đại diện cho cái phạm vi áp dụng của cái controller. Được chưa? Rồi, bây giờ giả sử đặt ở đâu? À, ví dụ như mình sẽ có một cái thẻ là div, đúng không? Thẻ gì cũng được. Trong cái div này các bạn để là ng, à, controller sẽ gắn bằng. Okay. Copy anh này vô. Được chưa? Rồi, trong thẻ div này các bạn để là input. À, giả sử thôi, value, à, không cần value cũng được, để cái ng module, ok, bằng cái anh này các bạn đặt là ví dụ như txt name, ok, thì cái txt name này nè, là tên của module, các bạn vừa đặt cho nó đó, hiểu không? Còn ở đây nè, các bạn không cần scope.txt name đâu, nó đã hiểu anh này là module rồi, hiểu không? Vậy xuất nó ra nè. Thẻ H1 hello 2 chấm rồi 2 dấu mốc nhọn. Ở đây các bạn để là txt name là xong. Ở đây tôi chưa cần viết cái gì, không cần viết một cái gì nhá. Rồi chạy nè. Run. Rồi. Thấy chưa? Còn cái dưới này nè, mình đặt thì để mình đặt để cho nó có cái giá trị ngầm đỉnh thôi. Giờ cô để là cái này chấm txt name gắn bằng à ví dụ như là thương à, thương hoài ngàn năm đó, nó ngầm đỉnh chữ thương ở đây, hiểu không? À còn thực ra mình giá trị ngầm đỉnh thôi, còn thực chất là khi các bạn khai báo ng module thì anh này đã là module rồi, hiểu không? Hiểu không? À và đương nhiên nó nằm trong controller thì nó là scope của nó chính là cái anh này. Nó nằm trong scope của controller đấy. Ok chưa? Đó là Angular CS. Ok không? Đó. Thì các bạn nó giúp các bạn tương tác giữa cái view giữa cái model một cách tức thì luôn. Hiểu không ạ? Còn nếu JavaScript nó vẫn làm được việc này nhưng mà nó làm hơi cực. Nếu cô không dùng cái Angular, cô dùng JavaScript thuần cô vẫn làm được. Cô bắt cái sự kiện thôi, nó vẫn làm được. Thì bản chất cái Angular nó cũng là cái JavaScript. À nhưng mà
nó là framework, cho nên thứ nhất là nó xây dựng, khi xây dựng lên nó sẽ cung cấp cho các bạn một là cái mô hình là một này, đúng cái chuẩn MVC. Các bạn viết cũng viết được MVC nhưng mà viết rất là cực ha. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ các bạn về performance. Hiểu không ạ? Chứ không phải là tự nhiên mà nói các bạn mà viết tay mà viết performance ngon lành chắc là bằng nó. Hiểu không ạ? Đây nhiều thứ nữa, tại sao lại có framework là vậy. Ok, và nó ngoài ra nó có tất cả các câu lệnh nhiều thứ lắm. Các bạn sau đi nó còn nhiều thứ sau đó. Cái này là cái gọi là beginner thôi. Hiểu không ạ? Còn sau các bạn có cực kỳ nhiều thứ sau này. Có lấy ví dụ nhá. Các bạn được học hết mấy cái này nè. Directive là gì nè? Được học hết. À, cô sẽ nói từ từ. Giới thiệu scope là filter. Nó có lọc cho mình luôn nè. Hay lắm. Rồi. Các service là HTTP nè. Làm việc với bảng nè. Rồi các câu lệnh select tổng lại là những cái này nó có hết. Ok không ạ? Rồi. Còn với database thì nó có cái Angular Firebase riêng. Thế cái đấy tôi không nói. Muốn làm mà JS, JSON bình thường đều được hết. Hiểu không ạ? Nhưng mà mình sẽ lấy từ Firebase trực tiếp xuống cho các bạn coi luôn. Ok. Còn trong cái bài này á, thực ra nó cho các bạn một cái file có sẵn rồi. File JS, JSON có sẵn rồi. À, làm cái đấy cũng được, nhưng mà làm cái đấy không đủ đô với các bạn. Nó nhẹ nhàng quá. Làm cái đấy nhắm mắt, cái xong. Hiểu không? Mình thêm cái phần Angular, Firebase vô cho các bạn cho nó máu lửa. Phải biết nhiều hơn nữa. Được không ạ? Nha. Ok à? Rồi. Vậy là cô giới thiệu cái được cái Angular. Thực ra bài đầu nó cũng chỉ giới thiệu vậy thôi. Ok. Ổn chưa mấy đứa ơi? Rồi. À cái bài 1 nè. New file nè. Bài lab, lab mấy ạ? Lab 4 đúng không? Bài 1 nè. Cô có cái hình nào không các bạn? Không có cái hình nào hả? Ok. Lại cái này đi. Ôi chết cha. Xin lỗi. F2 nè. Chấm HTML nè. Thầy nó không nhắc là chết rồi đó. Rồi. Ở đây các bạn là script ha. Trật tự mấy đứa ơi. Và app nè. Bằng Angular nè. Nếu các bạn mà không nhớ chính xác thì copy cho cô. Module nè. Đấy. My app nè. App chấm. Thôi copy đi nha. Không nhớ chính xác thì copy cho cô nha. Đây. NG app nè. Bằng nè. Đấy. Vậy thôi. Nhớ chính. Ok. Controller đi ha. Đây, chỗ này là my controller. Cái này phải function ha. Scope. Viết sai chính tả là nó nguy hiểm lắm. Ok. Rồi, tiếp nha. À, các bạn để cho cô cái để cái giao diện này các bạn để deep ng controller. Cái ng là cái tiền tố của cái Angular nhé. My controller. Trong này các bạn để cho có cái hình. Được chưa? Img circle.set image. Rồi. Ở trong này sẽ là tên file đúng không? Tên file thì các bạn để cho cô hai dấu nháy. Ok. Để này là img. Rồi. Thế cái gì nữa ạ? Cái hình là cái tên đúng không? Tên, ngày sinh, giới tính, điểm trung bình hả? Coi nhé. Tên là full name nè. Ngày sinh, giới tính, full name. À, cái này là thẻ P. Ok. Cái này là tên. Ngày sinh, giới tính, điểm trung bình đúng không? Ngày sinh, giới tính, điểm trung bình đúng không? Ok, rồi. Xong. Ở đây các bạn thêm cho cô này, scope. Thêm đô la đằng trước ha. Chấm cái. Tên nè.
không, nhiều không chính xác thì copy bằng gì đó, copy nhá, 2345 rồi ngày sinh, giới tính, đừng có dài dột mà gõ nha, vừa mất thời gian vừa lại gõ sai. Ok chưa? Xong. Tên là Nguyễn Văn Tèo, ngày sinh là 11 tháng 11 năm 2001, 2002, giới tính là nam, điểm là 89.5, rồi IMG là gì đó, sâu lên chạy nha. Right. Ồ, cái này nó đang bị như này là chưa được nè, nó vẫn ra rồi bốc nhỏ, nó đang sai chỗ nào đó. Vậy là mình chưa thêm cái gì? Chưa thêm cái link này, thấy không? Link vào đây copy cho cô. Okay. Lưu lại cái, chạy lại. Hết chưa? Cái hình chưa có, nó chưa ra nè. Ok không? À, mình lại đàn cái hình nào đó trên màn xuống. Ra là ra, ok chưa? Đến đây ổn không? Ổn nha, quá dễ. Rồi, bài thứ hai. Mình đang nói đến cái object nha các bạn. Bây giờ cô sẽ giải thích nè. Object trong JavaScript nè. Object. Trong JavaScript, object là nó khai báo như này. Và my obj gán bằng, nó sẽ bao bởi hai dấu móc nhọn. Đó là một object. Trong object thì các phần tử của nó sẽ đi theo cặp key và value ha. Nó sẽ đi theo cặp key và value nè. Thứ nhất là name. Ví dụ các bạn để là gì ạ? Các bạn để là họ tên đúng không? Tên 2 chấm. Ví dụ là Nguyễn Văn Tèo. Phẩy. Đó là một cái item, một cái phần tử của nó. Và nó được nó là một cặp key, cái này là key, giống như tên biến vậy đó. Và cái này là value. Ok không ạ? Ok. Cái thứ hai, ví dụ như là điểm tên, ngày sinh đúng không? 2 chấm, ví dụ như là 11-11-52-001. Ok, phải. Rồi, giới tính 2 chấm, nam. Đấy, nó là cặp vậy đó. Điểm đúng không? 2 chấm, ví dụ như là 9.5. Cái này có thể để dấu nháy cũng được, mà để không có dấu nháy nó là số cũng được nhá. Đấy. Nó là JavaScript, nó có ba cái kiểu kinh điển nè. Đó là kiểu số, kiểu chuỗi và kiểu boolean. Ok. Ngoài ra nó có mảng, object. Cái mình đang làm đó là object. Ok không ạ? Rồi, và hình. Đúng không? Ví dụ img 2 chấm. Cái này là ví dụ như là avatar.jpg hay png gì đó. Ok. Được chưa? Rồi. Thì cái này là một cái object các bạn. Cái này được gọi là một object nè. Thì object nó là kết hợp giữa các phần tử. Được chưa? Mỗi phần tử nó là một cái cặp key và value. Cái này là tên, cái này là giá trị nhá. Được không? Cái key. Key nó như kiểu là biến vậy đó, sau này mình gọi là gọi theo key. Vậy truy xuất vào object này truy xuất như thế nào? Truy xuất hả? Truy xuất nào. Mình sẽ có là ví dụ như là my obj chấm tên. Thì cái này là hiện lấy được tên đúng không? Đúng không? Mình sẽ lấy dấu chấm, chấm tên, chấm ngày sinh. Được chưa? Đó là một object. Bây giờ cái bài này mình thay các cái giá trị này bằng object. Thì tôi sẽ thay như sau. Ok, nhìn nhá. Cô sẽ comment cái đống này nè. Cô sẽ để là scope. Scope chấm. Cái này cô để là sinh viên đúng không? Sinh viên sẽ bằng. Ok. Cô copy anh này xuống nha, để cô khỏi gõ. Ok. Xong. Được chưa? Rồi bây giờ truy xuất nào. Đương nhiên cái này nó sẽ lỗi, nó không có ra. Được chưa? Nó không ra. Bây giờ muốn lấy thì sao? Sinh viên chấm, chính xác. Bây giờ tôi chỉ cần lấy sinh viên chấm thôi là xong. Đó các bạn, hay không?
nó phải đúng, nó phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên các bạn phải đừng có sai lỗi chính tả nha. Đó. À, cái này không phải điểm mà có sẽ là điểm trung bình. Cho nên đừng có sai chính tả nha. Ok, giới tính ngày sinh chuẩn chưa? Rồi IMG, cái này sẽ là sinh viên chấm IMG. Rồi lưu lại này, chạy xem đúng chưa? À xin lỗi. I'm so sorry. Rồi chạy này, chuẩn chưa? Ra chưa? Đấy, phải hiểu object chưa? Đây. Vậy là trong JavaScript à nó có đối tượng. Đối tượng đúng không? Đối tượng cách khai báo nào, nó là dấu móc nhọn nè. Ok. Được chưa? Rồi, cái này là cặp key và value, xong chưa? Rồi, là xong được bài 2 nhá. Dễ hiểu không? Bây giờ bài 3. Bài 3 là mảng các đối tượng. À. Thì trong JavaScript à mảng nó được đánh dấu bằng móc móc vuông. Ok. Đây. Ta sẽ có là va array sinh viên sẽ gán bằng, nhớ nè, móc vuông. Bao bởi móc vuông. Ok. Xuống dòng cái. Mỗi phần tử của mảng này có thể là một chuỗi, có thể là một số và thậm chí có thể là một object. Đồng ý không? Vậy bây giờ như này, cô sẽ copy cái này đưa vào đây, thì cái này là một, cái này là một object, thấy chưa? Ok không? Được chưa? Một phần tử của mảng và một phần tử đó là một object. Bây giờ thêm một object nữa, phải cái Ctrl V vào đấy, hiểu không? Ok không ạ? Vậy mình sẽ có cái này là hai hai phần tử, đồng ý chưa? Hai phần tử thế thôi. À, 3 4 phần tử thì tùy mình sẽ copy xuống. Cách nhau mỗi phần tử cách nhau bởi dấu phẩy. Ok không ạ? Đấy. Vậy ở đây mình sẽ thấy là gì đã? À đây array sinh viên nó sẽ là một cái mảng và mảng của nó gồm hai phần tử. Các bạn chỉ cần thay giá trị vào đây thôi. Được chưa? Nguyễn Văn Téo, Nguyễn Văn Tý gì đó. Ok, nữ. Nữ có văn luôn ha. Ok. Ok. Đấy, chín thôi. Như vậy. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình ra đây nhé. Bây giờ mình sẽ không phải là một sinh viên mà mình sẽ là một mảng. Thì cũng tương tự như vậy, cô sẽ để là scope.array sv sẽ gán bằng. À, cô copy anh này qua nha. Đấy. Các bạn nhìn cho dễ nha, thấy chưa? Rồi. Nó sẽ có một phần tử nè. Được chưa? Hai phần tử nè. Chưa? Okay. Thấy chưa? Nha. Rồi, lưu lại nó lại reformat lại, kệ nó đi, tí teo teo gì đó. Cái này là để 20 à 11 đi ha. Đó, lưu lại. Lấy ra thì sao? Lấy ra thì ở đây cô để là một cái img, cô xuống dòng một cái nữa nè. Mình có hai cái nha. Mình sẽ truy xuất, không phải truy xuất sinh viên nữa mà mình sẽ truy xuất là array đúng không? Ok chưa? Ctrl C nè. Mảng thì là mình truy xuất theo chỉ số, đúng rồi. Cái này là sẽ SV mấy à? Không, chính xác. Rồi copy thôi mấy đứa ơi, copy luôn cả đống này. Thay anh này thôi, các bạn có thể replay Ctrl D D D. Đâu rồi? Không ở trên này chứ. Đây. D D D D D D D D. Ok, Ctrl V cái. Được chưa? Rồi, số 1 này. Mình thay đấy số 1 đúng không? Đó. D D D D thay số 1 cho cô. Ok chưa? Được chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Có phải là tèo đấy tí đúng không? Ô cái điểm tôi đã mất tiêu mấy đứa. À, cô là điểm trung bình. Quên. Đúng không? Cho nên điểm nó mất tiêu nè. Cái này không phải điểm mà là điểm trung bình. Ok. Ra cho nét nè. Ra điểm chưa? Còn bài 2 là các bạn đưa vào cái table đúng không? Là xong. Vậy là với JavaScript các bạn quan tâm cô rất hay dùng nè, object và mảng các object. Và sau này reason cũng thế nhá.
reason nó khác một chút xíu thôi, là trong reason nó khác một chút xíu thôi là chỗ này nó có nhảy luôn các bạn này. Mà JavaScript nhảy nó cũng chịu luôn, hiểu không? Nhưng reason nó phải có nhảy, không có nhảy nó lỗi ạ. Hiểu không? Đấy các bạn để ý là nó vẫn chạy phà phà. Thấy chưa? JavaScript thì không có nhảy hay là có nhảy bao cái key á, nó đều được, nhưng reason phải có nhảy bao cái key nha. Ok, xong rồi đó. Hiểu không? Hiểu không đã? Hiểu đúng không? Rồi, tạm dừng tí.